Rồi, chào các anh em. Bây giờ thì cũng chả còn sớm sủa gì nữa rồi, khá là muộn rồi. Đây, 0:34 ngày 21 tháng 6. Đây mình đang giáp 4 cây Ataman cho 4 người anh em. Mình cũng trao đổi chút về cái hình thức giao dịch của mình. Thì tốt nhất thì nên là chuyển khoản trước 100%, thì mình gửi hàng nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Còn gửi hàng theo kiểu giao hàng thu tiền ấy, thì nó sẽ hơi khó khăn hơn và nó còn đắt hơn nữa. Nếu mà các anh em chọn cái hình thức đấy thì sẽ mất thêm 1 triệu nhá, sẽ mất thêm 1 triệu. Nên 4 người anh em lên 4 cây Ataman khác nhau thì đều là bản lên, đều lên bản full cả, tức là bản full tức là bản có báng các anh em nhé. Nhờ bây giờ mình giáp đến cũng gọi là cũng hòm hòm thôi, cũng cơ bản gần xong rồi, giờ cũng muộn lắm rồi, buồn ngủ rồi. Nhà thôi thì cũng có khách mua hàng thì cũng vui thôi, hoan hỉ, cố gắng làm giao hàng cho các anh em đúng hẹn đúng thời gian. Mình cũng nói thật luôn, trao đổi với các anh em là như này, một thằng lái ấy, thằng lái nó được gọi là uy tín ấy, không phải là chỉ có yếu tố lái uy tín, không phải mỗi một yếu tố đấy là không ăn chặn tiền của khách, không không lừa tiền của khách thì mới gọi là thì đã gọi là lái uy tín đâu. Các anh em mua hàng nhiều, các anh em sẽ biết một điều đấy là nhiều lái người ta cứ nhận đơn ấy, nhà không người ta không có hàng ấy, sau là người ta cứ chầy bừa hôm nọ hôm nọ thì bảo là gửi rồi, bảo là gửi nọ kia, gửi rồi 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 nọ kia, cuối cùng là sau đó ngã ngửa ra là không không gửi được nọ kia nọ kia đấy. Hẹn lên hẹn xuống có khách thật là tháng rồi mà không nhận được hàng đấy. Thì đấy, nó nói thật luôn với các anh em thì nó uy tín của thằng lái làm lên, nó không phải là chỉ cái vấn đề là ăn trộm tiền của khách mà nó còn rất nhiều yếu tố khác liên quan đó. Đấy, thì đây còn cả bình hơi tôi chưa chưa ráp, đầu bịt bình rồi đồng hồ các thứ tôi còn chưa ráp vào đây. Thật với các anh em là đây, bình hơi 8 bình. 8 bình tức là bộ full là có bán các anh em nhé. Mình đang làm đến cái mấy công đoạn này, chưa chưa đến cái công đoạn bình. Mình rồi răng vào trong lòng. Nhồi răng vào thì các anh em lưu ý là nhồi như này nhé, nó không khó khăn đâu. Nhiều anh em mình không hiểu sao nhiều anh em nhồi răng vào trong lòng khó khăn lắm, thực sự rất khó khăn luôn đấy. Ở đây thì có các người 4 người anh em lên thì là có 3 cây 5.5 và 1 cây 4.5. À đấy, nói đến có 1 cây 4.5 thì lúc nãy mình lại lắp luôn cái thoi 5.5 vào, quên mất 4 cây thì lắp cả 4 là thoi 5.5, thì nữa mình phải thay thoi. Thế là nếu mà các anh em muốn chuyển đổi từ 5.5 sang 4.5 thì các anh em sẽ thay thoi thay băng. Đấy, cành 4.5 này thì mình nhồi răng rồi. Đây 4.5 rút hết vào đây được. Cái hình thức giao dịch của mình ấy, thì rất nhiều anh em người ta sợ rằng là bị lừa,
mình cũng hiểu tâm lý thôi, ai cũng thế, mua mà giao dịch chuyển khoản 100% cho một người lạ không quen biết nọ kia thì là cũng lo chứ, sợ mất tiền bỏ bố. Tôi nói thật luôn với các bạn là tôi cũng bị lừa rồi, ngày xưa tôi cũng bị lừa rồi, bây giờ thì tớ chỉ giao dịch với các lái quen thường xuyên mua thì và tớ biết được người ta uy tín thì là tớ mới giao dịch với thôi. Chứ nói thật với các bạn tớ cũng là lái đấy nhưng mà cũng bị lái khác nó lừa. Thế cho nên là tớ cũng hiểu tâm lý của anh em sợ chuyển khoản. Ai mà sợ mà phải chờ giao tiền cho một cái người không quen biết sao cho kinh. Nó có ít ba vi ở đây các anh em ạ. Khi các anh em sáp cái tay cầm vào thì chú ý là nó sẽ cái rãnh này nó sẽ tì vào cái thoi, thì các anh em chỉ cần đẩy dịch cái báng sang bên là được, nới ra và đẩy dịch báng sang bên. À đây lỗ 4 mình không thể đẩy vào thoi hết được. Nhà nó vẫn đang bị kích chạm các anh em này. Đấy. Bên này thì đơn giản thôi.
Do cái này lỗ này của cái 4. Cho nên bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái thoi 4 vào. Đây còn thiếu một con ốc này. Mình sẽ thay thoi 4 vào. Mà làm như là có bình hơi. Đấy. Tí nó lắp bình hơi vào đây, lắp bình hơi ở đây. Cái tỳ vai ở đây nữa. Rồi ví dụ như là bình hơi đây. Đấy. Cái bình hơi này thì mình mới ráp vào, mình chưa bơm hơi. Đấy. Báng đấy, phần báng của nó là chính là bình hơi nhá các anh em. Đấy, báng này. Đáng nó chính là bình hơi luôn, bình hơi phụ. Chỉnh cho nó thẳng là được. Đấy, thẳng ở đây. Đấy, các anh em thấy thẳng không? Siết chặt vào là được. Đấy, thế thôi, thế là có cái báng. Ví dụ như bình hơi phía trước. Sẽ có một cái cục bịt này, có đồng hồ này, đồng hồ có rồi nhưng cục bịt này mình chưa làm vì còn có cái tháo nóng ở đây nữa. Đặc điểm của cái Ataman của mình là có tháo nóng nha các anh em, chứ không phải là không tháo nóng nhé, và có điều áp. Anh em nới cái giảm âm ra thì các anh em sẽ lắp được cái bình và tháo được cái bình hơi. Đấy, ví dụ như thế này nhé, các anh em thấy đơn giản không? Quá đơn giản. Đấy, ví dụ như thế này là tính ra là cũng xong được một cây. Đó, anh em thấy không? Quá đẹp luôn. Đó. Đây còn cái bơm hơi, làm hơi vào, nạp hơi vào nữa là xong một cây. Đó. Bốn người anh em cố gắng chờ mình nhá, mình cũng sẽ cố gắng tối đa nhanh nhất cho các anh em, trả hàng cho các anh em. Đấy. Mà bây giờ thì cũng muộn rồi. Mệt mỏi rồi, chắc là vứt đây thôi. Rồi là mai dậy làm tiếp sau thôi, chứ hết hơi rồi các anh em ạ. Mệt thật sự luôn. Ngồi tỉ mẩn. Mà Ataman thì nó đồ linh kiện của nó nhỏ nên rất là tỉ mẩn. Rồi, chào các anh em. Hẹn gặp lại clip sau. PCB kinh nghiệm.